mình sẽ không đóng mà mình sẽ dành cho các bạn một trò chơi nha, đó là trò chơi trao huy chương. Các bạn hãy vỗ tay một tràng pháo tay đi. Bây giờ thử thách đó chính là mấy bạn sẽ nhắm mắt lại và bốc cho mình một huy chương. Thì sau khi bốc xong, mấy bạn đừng mở mắt ra quá sớm. Khi nào mình nói là bây giờ mấy bạn sẽ đoán là huy chương của mình là huy chương nào, thì các bạn sẽ đoán huy chương của mình là huy chương nào nha. Bây giờ thì trò chơi sẽ được bắt đầu, mời các bạn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nào, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại chặt nha. Ok. Ba, đơn. Rồi đây, mình sẽ trao huy chương cho Bill nè. Để đây Bill cho. Đây rồi. Chưa được mở mắt ra nha Bill. Rồi huy chương tiếp theo. Mình sẽ trao cho Mai Anh nè. Đây, đây cho. Ê mấy đứa chưa được mở mắt. Nhắm mắt lại nha. Vậy được trao huy chương rồi. Bây giờ thì mình sẽ trao cho Bảo nè. Trao cuối cùng. Đây, thì còn huy chương cuối cùng thôi. Thì mình chắc chắn sẽ trao cho Khánh Ngọc rồi. Bây giờ thì từng bạn ơi. Bây giờ từng bạn sẽ đoán coi mình là huy chương nào nha. Bill nhắm mắt lại. Huy chương của Bill là huy chương nào nè à, không biết. Thua rồi đúng không? Đó là huy chương đồng. Rồi bây giờ Bill ra đó, chuẩn bị đứng hình phạt nhảy cốc. Bây giờ sẽ là Mai Anh nào, sẽ đoán huy chương mình là huy chương nào nè. Huy chương vàng hả? Ờ đúng rồi. Yeah, bây giờ là tới Bảo nè. Bảo sẽ đoán Bảo huy chương nào nè. Huy chương bạc. Rồi hình như hồi nãy Bảo nhanh rồi đúng không? Rồi bây giờ sẽ tới Sally lại. Y là đúng không? Không. Một lần nữa, một lần sống sót thôi. Chân đậu. Rồi sai bét. Rồi bây giờ mời Khánh Ngọc và Bill lại đây. Không sao đâu, lại đây đi, cứ lại đây đi. Mà mọi người cứ đeo đi. Bây giờ mời Sally lại vào đây. Vậy thôi, thì bây giờ bye bye các bạn đi nè. Bye bye. Nhớ subscribe. Subscribe, like và share YouTube của Mariam Việt nhé. Bye bye. Để luôn. Bảo ơi là Bảo, huy chương của chị nha. Của em. Ba đây. Trời ơi, con Bill này. Rồi, hình phạt của Bill hồi nãy chưa thực hiện. Đi ra kia. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Phía sau hậu trường. Rồi, ok. Trời ơi, mấy bạn.